Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Arantanan
সর্বপ্রথমে বুদ্ধ ধর্ম সংঘকে স্মরণ করছি। At first taking refuge of Buddha Dhamma Sangha. Trước khi bắt đầu bài pháp ngày hôm nay, ngài đại trưởng lão xin cung kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo cao quý, Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo và Đức Tăng bảo. এখানে আগত ভিক্ষু তথা সকল দায়িক দায়িকাদের প্রতি আশীর্বাদ জানাচ্ছি। Blessing to the monk along with the all devotees who are present here. Ngài cũng xin gửi lời chúc phúc đến vị tỳ kheo cũng như là tất cả quý vị Phật tử đã có mặt tại pháp đường ngày hôm nay. আপনারা মন সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছেন। You have known many things about the mind. Quý vị đã được học rất là nhiều điều về tâm ý. আজকেও এখানে বান্তে মন সম্পর্কে বলবে। Today also Mohan Bhante preached the Dhamma on the mind. Và ngày hôm nay, quý ngài đại trưởng lão sẽ tiếp tục thuyết một bài pháp khác cùng với chủ đề là tâm ý. তাহলে এখানে এই দেহের মধ্যে মন কোন জায়গায় আছে সেটা বান্তে অনেকবার দেশনায় বলেছেন। Mohan Bhante many times mentioned that where the mind is existing in the body. Ngài đại trưởng lão đã nhiều lần đề cập đến vấn đề tâm nằm ở nơi đâu trong thân tứ đại này. এই দেহকে ছাড়া মন কাজ করতে পারে না. Mind cannot work without the body. Tâm không thể hoạt động nếu như thiếu vắng thân. যাদের মনটা বড় করতে চাইলে এই দেহটা ছাড়া সম্ভব নয়. If you want to make your mind great, that time you need the body. Khi chúng ta mong muốn làm cho tâm của chúng ta trở nên tốt đẹp, trở nên cao thượng, chúng ta cần phải có thân này. আপনারা সুগন্ধযুক্ত ফুলের গাছ দেখেছেন? You have seen the flower tree we have the fragrance. Chúng ta đã nhìn thấy những cây hoa với những bông hoa tỏa hương sắc. গাছে যখন কলি কিংবা ফুল ফুটে নাই তখন কিন্তু আপনারা গাছকে দেখেন।
When there are no bud or flower blooms, that time you only see the tree. Tuy nhiên khi mà không có những cái bông hoa nào nở ở trên cái cây đó thì chúng ta tất cả những gì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy đó là cái cây. তখন কি আপনি সেই যেই ফুলটা ফুটবে এবং ফুলের যে সুগন্ধ বের হবে তো এই ফুল এবং ফুলের সুগন্ধ আপনি ওই গাছের মধ্যে পাবেন. So when there are no flowers or the bud in the trees or plants, that time will you get the fragrance? When you will get after blooming the flower? Và khi như trên cái cây đó sẽ không có một cái bông hoa nào tỏa, không có một cái bông hoa nào nở, thì liệu chúng ta có cảm nhận được cái mùi hương của những bông hoa đó không? ওই গাছের মধ্যে কলিও নেই ফুলও নেই এই গাছের মধ্যে কোথায় আপনারা দেখতে পাবেন? If there are no bud or bloom flower in the tree or plants, will you get fragrance? Ngài đặt câu hỏi lại là nếu như là chẳng có một cái bông hoa nào hay là những con chim bay tới ở trên cái cây đó thì liệu chúng ta liệu chúng ta có cảm nhận, có ngửi thấy cái mùi hương trên từ cái cây đó tỏa ra hay không? তাহলে ওখানে কি পাতায় সেই ফুলের সুগন্ধ পাবেন? So will you get the fragrance in the leaves of the flower? Liệu chúng ta có ngửi được cái mùi hương tỏa ra từ cái lá của cái cây đấy không? তাহলে কাণ্ডের মধ্যে পাবেন? Will you get the fragrance from the branches? Chúng ta có thể ngửi thấy mùi hương từ tỏa ra từ những cái cành của cái cây đó không? শিকড়ের মধ্যে পাবেন? Will you get the fragrance from the root? Chúng ta có cảm thấy có ngửi thấy cái mùi hương tỏa ra từ cái rễ của cái cây đó không? আবার যদি মনে করুন এটা যদি শিকড় যদি না থাকে ফুলটা ফুটবে? So if there are no roots of the plants, that time will you bloom the flowers? Và một ở một cái chiều khác, tức là nếu không có thiếu đi cái rễ cây của cái cây đó thì liệu những bông hoa có nở ra được không? এই কাণ্ডটা যদি না থাকে তখন কি ফুলটা ফুটবে? If there are no branches of the plant, that time will bloom the flowers? Và thiếu đi những cái nhánh cây, những cái cành cây thì liệu những cái bông hoa có bừng nở trên cái cây đó được không? Phút bê kì nè. এই গাছের মধ্যে এখন ফুলও নেই কলিও নেই. You see one plant in front of you in the vase, there are no bud or no flowers. Quý vị có thể thấy những cái cành cây ở trước mặt quý vị đây. Trên này chẳng có bông hoa nào, cũng chả có chú chim nào bay xung quanh cả. এটা যদি আমি যদি পিস পিস করে যদি শিকড় শুদ্ধ যদি পিস পিস করি কোনো জায়গাতে ফুল পাবো না, ফুলের গন্ধও পাবো না. If I cut these plants in pieces from the root to branches, from the leaves, if I cut everything and make them pieces, I will not get the flowers and fragrance. Nếu như chúng ta cắt những cái cành cây này, cắt vụn ra, cắt những cái lá rời ra, cắt những cái nhành cây rời ra, cắt những cái rễ cây rời ra, liệu chúng ta có ngửi thấy cái mùi hương hay là tìm thấy những cái bông hoa nó ở chỗ nào không? Tamra ki seta apnara ki phul bair korte parben? So can you find out the flowers by from the peaches? Chúng ta có thể tìm thấy những bông hoa từ những mảnh vụn của cái cây cành đã bị cắt ra hay không? তাহলে ঠিক তদ্রুপ এই দেহটাকে যদি পুরো খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলে আপনি মনটা বাইর করতে পারবেন? Like that way, if you cut your body in pieces, will you find out where the mind is? Cũng tương tự như vậy, nếu mà chúng ta cắt thân tứ đại này ra từng mảnh nhỏ thì chúng ta liệu có thể tìm thấy tâm nó nằm ở chỗ nào không? পারবেন? পারবেন না. তাহলে এই গাছটায় এখন কিন্তু ফুলটা নেই, কিন্তু এই গাছটা আস্তে আস্তে যখন বড় হবে এখান থেকে কলি হবে, তারপরে ফুল ফুটবে, ফুল থেকে সুগন্ধ বের হবে. So you cannot you see the plants, the plants will grow up gradually, and when it will be matured, that time there would come the bud, and from the bud it will be bloom the flowers
and you will get the fragrance. À, mọi người nghe cái từ bark tức là cái nụ ấy, cái nụ thì là nghe thành chú chim, nghe hơi giống. Xin lỗi quý vị, cái nụ. Như là chúng ta đều biết là từ ban đầu từ một cái hạt giống mọc lên thành cái cây, cái cây sẽ mọc lên cành lá và sau khi cái cây nó đã đến thời kỳ sinh trưởng của nó đã chín mùi thì từ cái cây này sẽ mọc lên những cái nụ và từ những cái nụ sẽ nở ra những đóa hoa và từ những đóa hoa sẽ tỏa ra mùi hương. Tahole tik tudrupeo ekjon manushke jodi tukro tukro jodi kore fele okane mon ta bahir korte parben na. Like that, if you cut the human in pieces, that time you will not get the mind or in hiding. Và như vậy chúng ta đều thấy là cái khi mà cái cây nó trưởng thành, nó chín mùi rồi thì lúc đó mới có những cái bông hoa và lúc đó mới có những cái mùi hương. Và cũng như vậy thì chúng ta đều biết rằng là khi cho dù chúng ta có cắt cái thân tứ đại ra từng mảnh nhỏ, chúng ta cũng không tìm thấy cái tâm nó nằm ở chỗ nào cả. তাহলে যদি টুকরো টুকরো করে যদি ওখানে মনটা না দেখি, কিন্তু মনটা দেহের মধ্যে আছে না? Though after cutting in the pieces of the body, we will not find the mind, but mind is existing in the body, is not it? Mặc dù vậy đấy, có một cái sự thật là chúng ta cắt cái thân tứ đại này ra từng mảnh nhỏ cũng chẳng tìm thấy tâm ở đâu. Thế nhưng mà thực sự là tâm nó đang tâm nó trú ngụ, nó an trú ở trong cái thân tứ đại này. À thế là cái này. Điều này có đúng không? Ekbar apnara bolen ache ar ekbar bolen nai. Sometimes you are telling have, sometimes you are telling don't have. Đôi khi thì quý vị trả lời là có thưa ngài, đôi khi quý vị trả lời là không có thưa ngài. Ekhane kothata hocche eta ei deher moddhe mon ta ache. Here is a what in a brief that the mind existing in the body. Ở đây có một cái từ để mô tả cái một cái hiện tượng này, đó là tâm thực sự hiện hữu ở trong thân này. Etar moddhe ekhon phulo nei, ekhane kolio nei. You are seeing the plants, there are no bud or no flowers. Chúng ta nhìn thấy cành cây này nó chẳng có cái nụ hoa nào, nó cũng chẳng có bông hoa nào cả. কিন্তু এর ভিতরে এমন ভাবে আছে সেটাকে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো না. But they are existing, the bud and the flowers, which we cannot see or find out. Nhưng mà thực sự là có tồn tại cái nụ hoa và cái những bông hoa tiềm năng, nhưng mà bây giờ chúng ta không thể tìm thấy nó ở đâu cả. এখানে বর্ধিত হতে হতে যখন আস্তে আস্তে কলি আসবে, কলি হয়ে ফুল ফুটবে, তারপরে এখান থেকে সুগন্ধ বের হবে. After growing up and matured, that time will come the bud first, then it will be bloom as a flowers. Khi mà cái cây này nó đến thời kỳ sinh trưởng và nó đã đến thời kỳ chín mùi rồi thì sẽ nảy ra những cái nụ và từ những cái nụ sẽ nở ra những bông hoa. Thì ঠিক তদ্রূপ এই প্রতিটা মানুষের দেহের ভিতরে মন আছে, মনটাকে কিন্তু সেটা জাগ্রত করতে হবে. Like that, there are mind in every human's body, but you need to awake your mind. Và cũng như vậy thì tâm nó có hiện hữu ở trong khắp cái thân tứ đại này, và chúng ta cần phải làm cho tâm của chúng ta tỉnh thức. Jemon Pante bolche montake boro korar jonno. As Mosbanti is advising to make your mind great. Cũng giống như là ngài đã khuyên quý vị là chúng ta hãy làm cho tâm trở nên vĩ đại, hãy làm cho tâm trở nên cao thượng. Karan mon boro korle manush boro hoy. If you can make your mind great, then you will be great. Nếu nếu như quý vị có thể làm cho tâm của quý vị trở nên cao thượng thì quý vị sẽ trở thành những con người cao thượng. Karan shorir boro hole manush ta boro hote pare na. If your body is big, you are will not be big. Nếu như cái cơ thể của quý vị trở nên to lớn thì quý vị cũng không trở thành người vĩ đại được. Chota ekti shonno moni mukta eta kintu onek dami. Very small gold or the gems are very precious. Chúng ta đều biết rằng có những cái vật nữ trang, cái những cái đồ châu báu nhỏ bé như là một miếng vàng thôi
nhưng mà nó cũng rất là quý giá. Birat ekta kola gas okane kola chara ar kono kichu paoa jay na. But if there are a big banana tree, you will only banana in that tree, except banana you will not get anything. Nhưng trên những cái cây đa đó thì chỉ có lá, và ngoài cái lá ra quý vị chả có cái gì cả. Tahole kola gas ta onek boro kintu otar dam temon nei. But the banana tree is very big, but it has no value. Cây cây đa thì nó rất là to lớn, cái lá đa cũng rất là to lớn, nhưng nó không có giá trị gì mấy. Tahole shoril jotoi boro hok na keno mon boro na hole setar mulyayon kom. Like that way, if your body become big but your mind is not big or great, there is no value. Cũng tương tự như vậy, nếu như cái thân tứ đại của chúng ta trở nên to lớn, nhưng tâm hồn chúng ta, tâm trí chúng ta không trở nên vĩ đại, không trở nên cao thượng, thì chúng ta không thể trở thành người cao thượng được. Mon joto boro hobe, joto gune gunannito hobe, toto beshi seta boro hobe. The mind, when would be the qualityful, with good standard and good quality, that time it would be great. Khi tâm này được vun bồi, được tưới tẩm những cái phẩm chất tốt đẹp, trở nên cao thượng, khi đó chúng ta sẽ trở nên những con người cao thượng, tốt đẹp. Jemon gacher joto phul boro hobe, joto sugondhi hobe, setar dam beshi. Suppose in the trees, if the flower become big and give the too much fragrances, that time it has value. Ví như là một cái cây, khi mà nó đã tăng trưởng, đã đến thời kỳ sinh trưởng, tăng trưởng, và nó cho ra những cái bông hoa đó nở bừng, và thì những cái mùi hương từ trong bông hoa đó sẽ tỏa ra bên ngoài. Tahole apnara montake boro korte chan to. So do you want to make your mind great? Và như vậy thì quý vị có muốn làm cho tâm của quý vị trở nên cao thượng hay không? তো ভান্তে বলেছেন সব সময় মনটাকে যদি বড় করতে চায় তাহলে মনটাকে যত্ন নিতে হবে. So Mozart is telling, if you want to make your mind great, that time you need to take care of your mind. Nếu như ngài đại trưởng lão dạy rằng là nếu như quý vị muốn làm cho tâm trí của mình trở nên vĩ đại, trở nên cao thượng, thì quý vị cần phải chăm sóc cho tâm này. আমরা যে কোনো গাছের যত বেশি যত্ন নিই তাহলে সেই গাছ তত বেশি ফল দিতে পারে. If we take care of the tree give us too much fruits. Nếu như chúng ta biết chăm bón cho một cái cây thì cái cây này sẽ cho ra vô cùng nhiều là hoa trái. তাহলে আপনাদের এই মনটাকে বড় করতে চাইলে আপনাদের যে কাজগুলো করতে হবে. So if you want to make your mind great, that you need to do some essential activities. Và như vậy đối cũng tâm này cũng vậy, nếu như quý vị muốn khiến cho tâm này trở nên cao thượng thì quý vị cần phải thực hiện một số cái công việc thiết yếu, công số công việc cơ bản. এই দেহ এবং মনটাকে আপনাকে কাজে লাগাতে হবে. You have to put your mind and body in the activities. Chúng ta cần phải điều cho thân này và tâm này thực hiện những cái hành động cần thiết phải làm. তাহলে এই দেহের মধ্যে কাজ করতে হলে আমাদের ইন্দ্রিয় ছাড়া সম্ভব নয়. So if you want to do work by using your body, that time you need the faculties, indriya. Và khi mà chúng ta muốn làm việc, muốn sử dụng cái thân này để làm việc, thì chúng ta cần phải có các cái căn, các cái nền tảng. আমাদের এই চোখ দুইটা দিয়ে দেখতে না পেলে আমরা কাজ করতে পারবো না. If we cannot see through our two eyes, that time we cannot do work. Chúng ta cần phải có các căn, tức là các cái nền tảng hay là indriya. Ví dụ như nếu như không có thiếu vắng đi đôi mắt này, chúng ta sẽ không thể nhìn được, quan sát được mọi vật xung quanh mình. আমাদের এই কান দুইটাতে যদি আমরা না শুনি, আমরা যথাযথভাবে কাজ করতে পারবো না. If we cannot hear properly through our two ears, that time we cannot walk. Và nếu như chúng ta không có cái đôi tai này, chúng ta cũng sẽ không được nghe được những cái âm thanh, và khi đó chúng ta cũng sẽ không thể làm việc được. আমাদের হাত দুইটা না থাকলে আমরা ভালো মতো কাজ করতে পারবো না. If we don't have the two hands, then time we cannot work properly.
Nếu như thiếu vắng đôi tay này, chúng ta cũng không thể làm việc được một cách đúng đắn, phù hợp. If we don't have the two legs, that time we cannot walk and do work properly. Và nếu như thiếu vắng đôi chân này thì lúc đó chúng ta sẽ không thể đi lại được, cũng không thể làm được các cái công việc cần thiết. আমাদের মাথার মস্তিষ্ক অর্থাৎ আমরা চিন্তা করতে যদি না পারি বা যারা অ্যাবনর্মাল তারা কিন্তু যথাযথভাবে কাজ করতে পারে না. If we cannot use our brain for thinking, if our brain is abnormal, that time we cannot work. Nếu như chúng ta không thể sử dụng bộ não này để suy nghĩ, hoặc như nếu như bộ não của chúng ta bị trở nên bất thường, thì khi đó chúng ta cũng không thể làm việc một cách bình thường được. এখন ইনপান্তে যেগুলো বলেছে আপনাদের কারো কি যেখানে সমস্যা আছে? Whatever told about this, have you any problem on this? Have any problem of anybody hearing, seeing? Ngài đặt câu hỏi là quý vị có gặp vấn đề gì về tất cả những cái căn của mình hay không? Sobai dekhte pan. Can you see everybody? Quý vị có thể nhìn thấy tất cả mọi người không? Sobai shunte pan. Can you hear? Quý vị có thể nghe thấy âm thanh tiếng nói của tất cả mọi người không? Apnader hat ache. Do you have hands? Quý vị có tay không? Apnader pa ache. Do you have legs? Quý vị có đầy đủ chân đấy chứ? আপনাদের সবাই মাথায় চিন্তা করতে পারেন? Can you think in your brain? Quý vị có thể suy nghĩ bằng não của mình được không? সবাই তো বড় হতে পারবেন. So you all can be the great. Như vậy thì tất cả quý vị đều có đủ các cái tiềm năng để trở thành những người vĩ đại, những người cao thượng. কিন্তু এগুলোকে কাজে লাগাতে হবে. But you have to use them, put them for work. Tuy nhiên, quý vị phải sử dụng các cái căn này và giao cái công việc cho chúng, bắt chúng thực hiện các cái công việc cần thiết. যেমন মনে করুন একজনের অনেক জায়গা রয়েছে. Suppose somebody have many lands. Ví như là một người có rất là nhiều các mảnh, rất là nhiều mảnh đất. তার ভালো জাতের বীজ এবং চারা রয়েছে. And he has the good seeds and the plants. Và người đó thì có rất là nhiều các hạt giống và cái loại cây trồng tốt. এগুলো দিয়ে যদি জমিতে ভালো মতো যদি এগুলো চাষ করে, এগুলোকে ফলায়, সে অনেক কিছু ফল লাভ করতে পারবে. If you use the good seeds and good plants in his lands, and if he do farming, that time he can earn a lot of money. Và nếu như chúng ta biết cách sử dụng những cái hạt giống, những cái giống cây trồng tốt trên cái để canh tác, trên cái mảnh đất của mình, thì khi đó chúng ta sẽ có gặt hái được những vụ mùa bội thu và kiếm được rất là nhiều tiền. Oh, Nakino. Is it? Điều này có đúng không thưa quý vị? আপনাদের যেগুলো আছে এগুলোতে ভালো মতো কাজে লাগলে আপনাদের মন তো বড় করতে পারবে. So whatever you have, if you use them properly, you can make your mind great and you can be great. Cũng tương tự như vậy, tất cả những gì mà chúng ta có, tất cả những gì mà quý vị có, nếu như quý vị có thể sử dụng chúng một cách đúng đắn, nếu như quý vị có thể sử dụng chúng với mục đích cao thượng, thì quý vị có thể sẽ trở thành những người cao thượng, trở nên cao thượng. একজনের জমিও আছে, বিষও আছে, ছাড়াও আছে, কিন্তু সে ফসল ফলায় না, তাহলে ওখান থেকে ফল পাবে? So if somebody have the lands, seeds and plants, but he have not used for the farming, that time will he get the crops? Và đối với một người có đầy đủ các cái hạt giống, có các cái giống cây trồng tốt, có cả đất nữa, nhưng mà không thực hiện cái công việc canh tác, không thực hiện cái công việc trồng trọt, thì khi đó liệu người đó có thể có được những cái vụ mùa bội thu hay không? ঠিক তদ্রূপ এই এগুলো যারা আছে এগুলো যে কাজ করবে না সেও কিন্তু বড় হতে পারবে না. Like that way, whatever you have, if you cannot use or if you do not use, then you cannot be great. Và cũng tương tự như vậy, với tất cả những gì mà quý vị đang sở hữu, quý vị đang có, nếu như quý vị không biết cách sử dụng chúng hoặc là quý vị không sử dụng chúng, thì quý vị cũng sẽ không biến mình trở thành những người cao thượng, những người vĩ đại được. আপনারা যদি বড় হতে চান বসে থাকতে পারবেন না. If you want to be great, then you should not sit idle.
Nếu như quý vị muốn trở thành những người cao thượng thì quý vị không thể ngồi một chỗ và trở nên lười biếng. আপনাদেরকে কোন ভাবনা করতে নিষেধ করছে না. So here are not prohibiting to do meditation. Ở đây ngài không có ngăn cấm tất cả mọi người thực hành việc ngồi ở tọa thiền. Bhavana karo seta kas. To do meditation is also work. Thực hành thiền cũng là làm việc. Mantake control kara. To control your mind. Đó là cái công việc chế ngự tâm, điều phục tâm. Mantake sangjato kara. To concentrate your mind. Đó là cái công việc của việc định tâm. Mantake sthir kara. To fix your mind or bring mindfulness. Đó là cái công việc của việc định tâm, của việc an ổn tâm, làm cho tâm trở nên tránh có chánh niệm. Mantake sotik pote porichalona kara. To lead your mind in the righteous way. Là cái công việc đưa tâm vào cái con đường chân chánh, con đường đúng đắn. Moner pap gulo ke durikaran kara. To eliminate all kinds of unwholesome of your mind. Đó là cái công việc tiêu diệt tất cả những gì bất thiện, đoạn diệt tất cả những gì bất thiện ở trong tâm của quý vị. Mantake boro kara. To make your mind great. Và biến cho khiến cho tâm của quý vị trở nên cao thượng, trở nên vĩ đại. Tarun moner moddhe nirvan sakkhat kara. And to attain the nibbana in your mind. Và đó là cái công việc để chúng ta có thể để quý vị có thể thành tựu đứng niết bàn. Egulo hocche je bhavanar kaj. It is the work or activities of the meditation. Tất cả những công việc này đều là cái công việc của việc thực hành thiền hay là bhavana. Ekhon bujhte parchen? Could you understood? Quý vị có hiểu những điều này không? Ekhon boro korte parben to? So can you be great? Và như vậy thì liệu quý vị có thể trở thành những người cao thượng được không? Ekta muhurto jonno boshe thakte parben. You cannot sit idle in a moment, for any moment. Quý vị không nên ngồi một chỗ lười biếng trong và không nên lười biếng trong bất cứ một khoảnh khắc nào. Day and night, protikone sara din rat apnake ek kaje besto thakte hobe. You have to keep busy yourself day and night in this work. Quý vị hãy làm cho mình trở nên bận rộn với cái công việc vun bồi tới tận những phẩm chất của tâm suốt ngày và đêm. Jokhon apni durbol hoye porben tokhon ektu rest neben. When you feel weak, that time you only take some rest. Khi nào quý vị cảm thấy mệt mỏi, quý vị cảm thấy yếu đuối thì quý vị lúc đó quý vị có thể chọn cái giải pháp là nghỉ ngơi. Aloshota manush keho kono kichu labh korte pare na. The lazy man cannot achieve anything. Một người lười biếng, một người biếng nhác thì sẽ không đạt được bất cứ, không thành tựu được bất cứ một thứ gì. Prochesta dharao, prochesta charao kono kichu labh kora sombhab. Without right effort you cannot achieve anything. Thiếu vắng đi tránh tinh tấn, một người sẽ không thành tựu được bất cứ điều gì. Tahole nijer ekanto moner moddhe prochesta takle shek dinne ekdin tahar kichu labh korte pare. If you have the right effort in your mind, then you can achieve anything once. Nếu như quý vị có tránh tinh tấn khởi sinh trong tâm của mình, quý vị có thể đạt được, thành tựu được tất cả những điều cao thượng chỉ trong một lần mà thôi. এখানে কিন্তু ভান্ত অনেক কিছু আগে উপদেশ দিয়েছেন. Here Master Bhante advised you many things in previously. Trước đây, từ trước đến giờ, thì quý ngài đã giảng đến, đã chia sẻ đến quý vị rất là nhiều điều. যেমন শিল প্রতিপালন করা, as like as follow and observe the precepts. Ví dụ như là việc từ cái việc là quý vị thọ trì và thực hành giới. Dan dharma kushal karma kara. Offering and do the wholesome activities. Thực hiện việc cúng dường và tạo tác, thực hành tất cả các cái công việc, các cái thiện nghiệp, tạo tác tất cả các cái thiện nghiệp khác. অপরজনকে সাহায্য করা, to help others, trợ giúp cho những người khác, প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করা, to wish everybody's well-being, mong cầu, cầu chúc cho cái lợi ích của tất cả những người khác, নিজে সেই ধর্ম বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা, to acquire proper knowledge about your own dhamma,
và thành tựu được các chi kiến đúng đắn, thành tựu được các chi kiến đúng đắn ở trong chánh pháp. Dhyan bhavana kora. To do practice meditation. Thực hành thiền. Gyaner charcha kora. To practice of wisdom. Thực hành và để thành tựu được thắng trí, thành tựu được trí tuệ. Egulo diye nijeke prochesta chalate hobe. Through this you should lead your life in the righteous way with the right effort. Với tất cả những cái điều ngài đã dạy, đã hướng dẫn quý vị, thì quý vị cần phải có cái chánh tinh tấn để quý vị đi trên sống một cuộc đời chân chính, sống một cuộc đời đúng đắn. Putteke apnara jekono ekta sansarer kaj koren. Everybody, you do work for your family. Tất cả quý vị, chúng ta, mỗi người đều có những cái công việc, những cái bổn phận phải làm cho gia đình của mình. Keho chakri koren, keho byabsha koren. Somebody do the job, somebody doing the business. Một số người thì làm các cái công việc như ở công sở, sở làm. Một số những người khác thì làm cái công việc kinh doanh. কারণ এই কাজগুলো আপনারা না করলে আপনারা জীবন চলতে পারবেন না. If you do not do this work, then you cannot lead your life properly. Nếu như quý vị không làm, không thực hiện những cái công việc này, thì quý vị sẽ không thể có một cái công việc mưu sinh tốt đẹp. Quý vị sẽ không thể sống được ở trong đời. এই কর্মের মাধ্যমে আমি কাউকে অনিষ্ট করছি কিনা, আমি কাউকে ক্ষতি করছি কিনা, কাউকে দুঃখ দিচ্ছি কিনা, এটা চিন্তা করতে হবে. You have to think that through this work and activities, are you giving anybody any pain, sorrow, or doing any harm to of others? You have to think like that way. Quý vị, khi mà thực hiện tất cả những cái công việc của đời sống, tất cả những cái bổn phận công việc của đời sống, thì quý vị luôn luôn phải suy xét rằng liệu khi quý vị thực hiện những công việc đó, quý vị có gây ra những cái đau khổ hay là những cái tổn hại, những cái mất mát cho bất cứ một người nào khác hay không. যদি সেই কাজ করতে গিয়ে অপরজনের ক্ষতি হয়, দুঃখের কারণ হয় বা অনিষ্টের কারণ হয়, তাহলে এটা পাপ হবে. So through your works, if anybody get pain, sorrow, or anybody face of harm, that time it will be the unwholesome. Với tất cả những cái công việc mà quý vị làm, nếu như khiến cho người khác phải chịu những cái đau buồn, những cái đau khổ, những cái khổ ưu và làm tổn hại cho những người khác, thì đây là những cái công việc bất thiện. কারণ অপরের যাহাতে ক্ষতি না হয়, অপরের যাহাতে অনিষ্ট না হয়, অপরের যাতে সেটা দুঃখের কারণ না হয়, সেইভাবে আপনাকে কাজগুলো করতে হবে. So you have to do your work so that by your work anybody do not feel pain, sorrow, or anybody don't hurt or don't get any kind of sufferings, and you don't be the cause of the anybody's harm. Và bởi vậy cho nên bởi bất cứ một cái hình thức làm việc mà quý vị thực hiện, thì quý vị cần phải suy xét rằng là tất cả những cái công việc đó sẽ không gây ra bất cứ cái đau đớn, cái tổn hại, cái sự khổ, gọi là khổ não cho não hại, khổ não cho bất cứ ai, và rằng cái công việc của quý vị thực hiện không gây ra cái nguy không có đe dọa, không có gây ra những nguy hiểm cho những người khác. Eta kintu apnader sangsarik kajer ebong daittyer kotha ta bolechen. Here was mentioning about your family work and responsibilities. Ở đây ngài vừa đề cập đến những cái công việc và những cái bổn phận của quý vị đối với gia đình của mình. কারণ দেহটাকে রক্ষা করতে চাইলে তো এগুলো করতে হবে. If you want to preserve and maintain your body, you have to do work. Nếu như quý vị muốn bảo tồn, muốn duy trì cái thân này, thì quý vị cần phải làm việc. এগুলো করার পর এগুলোর সাথে সাথে নিজে সেটা ভবিষ্যতের চিন্তা করতে হবে. Through these works, you have to think about your future. Và thông qua những cái công việc mà quý vị thực hiện, thì quý vị cần phải suy xét đến tương lai. কারণ এগুলো দিয়ে আমাদের শরীরটা রক্ষা হয়, জীবন রক্ষা হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে সুখী করতে পারে না. Through this work we can maintain our body and we can lead our life, but it cannot make us happy perfectly.
thông qua những cái công việc trong đời sống, những cái bổn phận mà chúng ta tất cả quý vị là thực hiện cho gia đình của mình, quý vị có thể mưu sinh, quý vị có thể bảo trợ, có thể duy trì cái thân mạng này. Tuy nhiên quý vị sẽ không thể làm cho mình trở nên toàn hảo, quý vị sẽ không làm cho mình trở nên cao thượng được. Buddha jara sansarik manush taderke byabsha kimba kaj kormo eigulo korte nishedh kore na. Buddha never prohibited to the lay devotees who are living in the families to do their work. Đức Phật không bao giờ ngăn cản những người cư sĩ, các hàng cư sĩ được thực hiện các cái công việc cho để mưu sinh, các công việc của đời sống cũng như là các cái công việc hay là bổn phận mà họ làm cho gia đình của mình. Montake dharmamoy ebong seta purishuddho rakhar jonno Buddha dharmer niti gulo ebong upadesh gulo diyechen. Buddha has given the doctrine and the advice of the dhamma just to make your mind purified and clean from all unwholesome activities. Đức Phật đã tuyên thuyết về giáo pháp, đã chế định về luật, tất cả những điều này để làm thanh tịnh hóa nội tâm của quý vị, để giúp cho quý vị trở nên thánh thiện, quý vị trở nên tốt đẹp hơn. Tahole ei mon ta ke jodi apni jodi thik rakhte na paren tahole okane sansarik jiboneo apni sukh paben na. If you cannot take care and maintain your mind properly, then you will not be happy in the family life also. Bởi vì nếu như quý vị không thể chăm sóc cho tâm này, không biết cách điều phục tâm này, không biết cách chăm sóc tâm này, thì ngay cả ở trong đời sống của gia đình, quý vị cũng không đạt được hạnh phúc. Kau ke jodi bhante jikesha kore, 100 joner moddhe ontoto koyekjon chhara, bad baki shobai jara sansare koshto pay, tahader ei monomalinner karone ekjon oporjoner seta mane bujhe porar যথার্থভাবে এগুলো না হওয়ার কারণে তাদের সংসারের মধ্যে দুঃখ সৃষ্টি হয়। এই মজমান্ত আক্স দা হান্ড্রেড অফ পিপল উই অ্যাকসেপ্ট টু থ্রি পার্সন এভরিবডি উইল এডমিট দ্যাট ডিউ টু দা মেন্টাল কনফ্লিক্ট অ্যান্ড মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন দ্য ফ্যামিলি দে আর আনহ্যাপি সমস্যা সৃষ্টি হয়। Và ví dụ như là khi mà ngài chỉ có dạy dỗ trong hàng trăm người, ngài sẽ dạy dỗ cho phần lớn trong hàng trăm người đó, ngoại trừ khoảng 3-4 người, thì 3-4 người còn lại này không được dạy dỗ, không được chỉ dạy, họ sẽ cảm thấy được phân biệt đối xử, họ sẽ cảm thấy không hạnh phúc và bất tội nguyện. যত পরিবারের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তার সাথে সবচাইতে বেশি এগুলো সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে একজন অপরজনের মনোমালিন্যের কারণে. The all problem which is arising in the families, it is the main reason is the mental confliction. Tất cả những cái này gọi là xung đột về tâm lý, và phần lớn tất cả những cái vấn đề của gia đình đều nảy sinh từ những vấn đề, những cái xung đột về tâm lý. Karon tara ekjoner oporjoner sukh dukher bhage hoy na. Because they are not sharing their oil and rope each other. Bởi vì trước hết là những cái thành viên ở trong gia đình, họ không chia sẻ những cái niềm vui, những nỗi buồn cùng với nhau, họ không có chia sẻ tất cả những cái điều cần phải chia sẻ. আর যদি তাদের যদি মনের মিলন হয় তাহলে তারা যদি সারা অভাবগ্রস্ত যদি হয় তারা অনেক শান্তিতে থাকে. But who is the amalgamation with the two minds, combination of the two minds, that time they become happy even they are in the poor position, living in the poverty. If somebody living in the poverty but have the good understanding and connection between the two personal mind, then they become happy. Và ở chiều ngược lại thì ngay cả đối với những người sinh ra và lớn lên ở trong gia cảnh nghèo khó,
nhưng mà hai tâm hồn được hòa hợp với nhau, hòa quyện với nhau, thì khi đó họ cũng cảm thấy có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. কোন পরিবারের যাদের সমস্যা রয়েছে তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করেন আপনাদের সবচেয়ে সমস্যা কি, তা বেশিরভাগই তারা বলবেন তাহাদের পরিবারের মধ্যে একজন অপরজনের সেটা মিল না হওয়া। So if you ask the family members that what is their problem in families, most of people will answer that they have the conflict in mind. Và nếu như quý vị làm cuộc khảo sát, quý vị hỏi tất cả những người có gia đình, sống trong gia đình rằng là điều gì làm nảy sinh cái bất hòa, cái chia rẽ ở trong gia đình của quý vị, thì tất cả đều nói, hầu hết tất cả mọi người đều nói rằng là chúng tôi có những cái xung đột về tâm, những cái xung đột về tâm lý ở trong gia đình. Tôi chắc chắn là dharma acharan korle ei monomalinyo gulo thake na. But if you follow the dhamma and practice the dhamma, that time there would not be the mind conflict in the family. Tuy nhiên, nếu như tất cả chúng ta đều có thể nương theo giáo pháp, hành pháp, tùy pháp, thì trong gia đình sẽ không xảy ra những cái xung đột về tâm lý. Ar jara dharma pote chole na, tahara jotoi mane dhoni holeo, kintu tara ekjon oporjone mane milemishe cholte pare na. But those who do not follow the dhamma, practice the dhamma, if they have the resources, wealth, but they are not happy in the family life due to their mind conflict. Và chiều ngược lại, đối với những người không hành pháp tùy pháp, thì mặc dù là họ có của cải, có tài sản, giàu có, tuy nhiên giữa những thành viên trong gia đình vẫn xảy ra những cái sự bất hòa, những cái sự xung đột về tâm lý. যার কারণে প্রত্যেকের ধর্মময় জীবন আচরণ করা উচিত। That's why everybody should lead their life righteous way in the dhamma way. Đó là lý do vì sao tất cả mọi người cần phải sống cuộc đời nương theo giáo pháp, thuận theo giáo pháp và sống một cuộc đời chân chính. একজনের সুখ এবং দুঃখ একজন অপরজনকে শেয়ার করতে হবে। Need to share each other their oil and o. Và tất cả những người trong gia đình, những người sống trong gia đình thì cần phải chia sẻ với nhau những cái niềm vui, nỗi buồn và chia sẻ những cái tâm sự với nhau. যখন মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় তখন চক্রাবিবাদ থেকে নানান ধরনের অকটনগুলো সৃষ্টি হয়। When you have the conflict in mind, that time there are creating many kinds of problem, including the quarrel, each other, misunderstanding, and blaming. Bởi vì khi có những cái xung đột về nội tâm, thì giữa các cái thành viên trong gia đình thường xảy ra những cái cuộc cãi cọ, những cái cuộc tranh chấp, những cái sự tranh chấp, cãi cọ, những cái cuộc tranh cãi. Ekta garir moddhe brake royeche. There are brakes in a vehicle. Trên một cái chiếc xe ô tô thì là luôn luôn có một cái phanh. Driver jeভাবে brake করে সেইভাবে গাড়ি যখন চলে তখন কিন্তু কোনো অসুবিধা হয় না. During the running the car, if needed, driver brake the car. Và khi mà điều khiển chiếc xe băng trên đường, chạy ở trên đường, thì có những lúc người tài xế phải sử dụng phanh để dừng chiếc xe lại. যখন যথাযথভাবে ব্রেক করতে পারে না, যখন ব্রেক করতে চায় তখন ব্রেক করতে করে না, বা যখন ব্রেক করতে চায় না তখন ব্রেক করে, এটা যদি যথাযথভাবে ড্রাইভারের অনুযায়ী যদি না চলে সেই গাড়ি বিপদগ্রস্ত হয়। When the brake of the vehicle or car become beyond the control of the driver, if he wants to brake but it is not proper time to brake, and if sometimes he is trying to do brake but it is not working, if be so, the vehicle will face in the accident. Dưới sự điều khiển của cái người lái xe, nếu như cái phanh đó được phanh không có đúng lúc, không vào đúng thời điểm, hoặc vào một thời điểm khi người tài xế cần dùng phanh để dừng chiếc xe lại nhưng chiếc phanh không hoạt động, thì khi đó cả hai trường hợp đó chiếc xe sẽ rơi vào nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn.
যাদের জীবনের মধ্যে ধর্ম নেই তাদের প্রেরাকো ঠিক নেই. দোস নো আর ফলোইং দ্য ধম্মা নট প্র্যাকটিসিং দ্য ধম্মা দে আর ইন দেয়ার লাইফ অলসো ডোন্ট হ্যাভ দ্য ব্রেক. Những người nương vào giáo pháp nhưng mà lại không thực hành pháp thì trong đời sống của họ có những cái khoảnh khắc, có những cái lúc mà đời sống họ không thể dừng hay là phanh được những cái vấn đề trong cuộc sống. প্রত্যেকে নিজের মনটাকে সংযত রেখে ধর্মময় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবেন. So you everybody should establish yourself in the dhamma life and to lead your life in the righteous way and dhamma way. Vì vậy tất cả mọi người nên thiết lập một cái sự nương tựa vững chắc vào giáo pháp, cần phải sống theo pháp, hành pháp, tùy pháp để quý vị có thể sống một đời chân chính. ভান্তে কয়েকদিন ধরে যে মনের কথা বলেছেন, শুধুমাত্র এখানে যদি কোনো কিছু না বুঝেন, অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলো আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারবেন. মোজান্তে হ্যাজ বিন প্রিসিং ধম্মা অন দ্য মাইন্ড ফর ফিউ ডেজ. ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এনিথিং অ্যাবাউট দ্য মাইন্ড দ্যাট টাইম ইউ ক্যান আস্ক ভেরি শর্ট কোয়েশ্চনস ইন দ্য লিমিটেড টাইম. Trong những ngày vừa qua thì Ngài Đại trưởng Lão đã liên tục thuyết các cái bài pháp về chủ đề tâm hay là ý. Và có những cái chỗ nào quý vị còn chưa thông hiểu, xin hãy nêu ra các cái câu hỏi trực tiếp và ngắn gọn trong một thời gian có hạn thì quý Ngài sẽ giải đáp những cái câu hỏi thắc mắc của quý vị. So Mojo is asking, have you understood properly about the mind? Như vậy bây giờ Ngài hỏi đặt câu hỏi của quý vị là đến bây giờ thì quý vị đã hiểu một cách đầy đủ về tâm hay chưa? Ngài dạy rằng là khi chừng nào mà quý vị không ngồi một cách biếng nhác, tức là nếu mà có tọa thiền thì cũng phải tọa thiền một cách đúng đắn ấy. Và không có ngồi một cách biếng nhác thì khi đó quý vị có thể khiến cho mình trở nên cao thượng, trở nên tốt đẹp hơn. Với những ai biết cách vun bồi tưới tẩm những phẩm chất tốt đẹp của tâm, làm cho tăng thượng tâm, thì người đó sẽ trở nên người một con người vĩ đại, một con người cao thượng. Kính bạch Ngài, khi năm căn đã bị đóng lại không còn bắt được đối tượng nữa thì tâm ý lúc đó sẽ bắt đối tượng gì? Lúc người bị mê man bất tỉnh thì tâm ý bắt đối tượng gì ạ? Ngài trả lời rằng là khi một con người mà hoàn toàn khỏe mạnh ấy, thì năm căn nó hoạt động bình thường và bắt được tất cả các cái đối tượng. Tuy nhiên trong trường hợp mà cái sức mạnh đó bị giảm sút đi, bị cái người đó bị yếu đi và rơi vào cái tình trạng là gọi là mê man bất tỉnh nhân sự đó, thì mặc dù các cái căn thì nó đóng, thế nhưng mà cái tâm thì nó vẫn hoạt động, nó vẫn hiện hữu. Ví như là chúng ta quan sát cái điện tâm đồ ấy. Quan sát cái điện tâm đồ thì ví dụ với một người khỏe mạnh, hoàn toàn khỏe mạnh, thì cái điện tâm đồ, các cái biểu đồ, các cái đường sóng của nó chạy lên chạy xuống theo hình sin rất là bình thường. Tuy nhiên đối với một người mà mê man bất tỉnh nhân sự thì cái đường sóng ấy bắt đầu nó yếu đi và nó dàn ngang, nó thấp xuống, tuy nhiên mà nó vẫn hoạt động, nó vẫn chạy, nghĩa là tâm nó vẫn hoạt động, tâm nó vẫn tồn tại. Và cái trường hợp là khi cái điện tâm đồ, cái đường điện tâm đồ nó nằm ngang, chạy thẳng như này, thì có nghĩa là cái trái tim nó đã ngừng đập, nó không còn hoạt động nữa, tâm cũng lúc đấy cũng đã ngưng rồi.
tâm của người, và cái người đấy đã chết. Và năm căn là năm căn lúc này là cũng ngưng hoạt động hoàn toàn, năm căn ngưng hoạt động hoàn toàn, tâm cũng không hoạt động, năm căn cũng không hoạt động. Sa du sa du sa du. Kính bạch ngài, khi một con người bắt đầu chết đi, bằng cách nào để tâm đi tới tái sinh trong một kiếp sống mới? Đầu tiên là ngài lấy một cái ví dụ giống như là có một cái hạt giống á, được thả vào một cái nơi phù hợp, thả vào một cái chỗ phù hợp, và với cái sự hỗ trợ của đất nước lửa gió, các cái yếu tố của tứ đại đó, thì cái hạt giống đó nó sẽ nảy nở, vươn lên thành một cái cây, cây rất là khỏe mạnh, rất là to lớn. Ở đây cái hình ảnh hạt giống chính là minh họa cho hình ảnh của nghiệp. Và cho dù cái hạt giống đấy nó được chuyển đi đâu nữa, tức là các cái nghiệp đấy nó được chuyển qua những cái nơi, những cái chốn khác, thì nó ở đó, những cái nơi chốn đó nó cũng đều có các cái yếu tố tứ đại để hỗ trợ cho cái việc nảy nở sinh trưởng của cái hạt giống đó trong một cái hình hài mới. Và cái hạt giống ở đây tức là nghiệp á, khi mà nó được gặp những cái yếu tố thuận lợi để hỗ trợ cho nó, tức là các yếu tố tứ đại, tức là bốn cái yếu tố biến mãn phổ biến ở khắp nơi, ở khắp nơi ở đây, các cái nơi ở đây gọi là các cái cảnh giới đấy, các cái kiếp, các cái cõi, các cái cõi, tất cả các cái cõi nó đều có các cái yếu tố gọi là, ví dụ như là các cái gọi là yếu tố tứ đại. Và khi mà hạt giống này nó được chuyển tới những cái nơi phù hợp và đều có những cái sự hỗ trợ của tứ đại, thì nó sẽ nảy nở, nó vươn lên phát triển trong một cái hình hài mới. Và nếu như là quý vị còn nhớ cái bài giảng trước, ngài nói là cái tâm nó có thể đi đến bất cứ chỗ nào, nó có thể đi xuyên tường, xuyên không, có thể và xuyên qua tất cả các cái loại vật chất và không bị cản trở bất cứ một cái loại. Và như vậy thì khi mà nó đi xuyên qua, xuyên không, xuyên tường, xuyên qua các loại vật chất và đến cái nơi mà nó có đủ các cái yếu tố gọi là hỗ trợ cho nó, mang với cái nghiệp của nó, thì nó sẽ nảy nở, vươn lên thành trong một cái hình hài mới, với một kiếp sống mới. Just give an example that have the remote. If you switch on the remote, it will work in the television or the air condition. Bây giờ ngài lấy một ví dụ cho rất dễ hiểu. Bây giờ trên tay ngài là một chiếc điều khiển, điều khiển là điều khiển TV. Thì khi ngài bấm cái nút điều khiển TV, thì liệu là cái vật mà nó tương tác và nhất cái sự điều khiển của nó sẽ là cái TV hay là cái máy lạnh hay là cái máy điều hòa? Và ở đây cái tín hiệu ở trong cái remote đó như là trong cái kiếp sống đầu tiên đó, và cái bên cái TV nó là cái kiếp sống tiếp theo, tức là nó có sự truyền dẫn, nó có sự chuyển tiếp truyền dẫn. Và như vậy là tại vì cái điều khiển của cái nào thì nó đi với cái đó, điều khiển của TV thì nó đi với cái TV, cái điều khiển của cái máy lạnh, cái điều hòa thì nó đi với cái điều hòa, tương ứng với nghiệp ấy. Nên là tương ứng với nghiệp ấy, thì khi mà bấm cái điều khiển của cái TV thì cái TV nó hoạt động tương ứng với cái sự điều khiển đó. Dựa trên những cái nghiệp mà chúng ta đã tạo tác, thì dựa trên những cái nghiệp mà tạo tác thì cái tâm nó sẽ đi đến nơi, cái nơi tương ứng với cái nghiệp, phù hợp cái nghiệp mà chúng ta tạo tác, cũng giống như là cái điều khiển, và nó sẽ dẫn truyền, nó truyền dẫn tới đúng cái TV, đúng với cái vật tương thích với nó. Mọi người đã hiểu bài chưa? Ví dụ rất hay. Cái nghiệp đấy có thể dưng là sống lành và chuyển tiếp một chín ngày đấy. Chuyển nghiệp là có một chỗ này. Okay.
À, ngài nói là hiểu như vậy cũng cũng không sai, là vì đôi khi nó vẫn xảy ra, nó cũng có trường hợp như vậy. Ở đây ngài nói là ở đây là vẫn xoay quanh cái ví dụ về cái điều khiển và cái tivi, cái điều khiển của cái tivi và cái tivi, tức là nó có cái kết nối với nhau. Thế thì trong một số cái trường hợp cái điều khiển đó nó có vấn đề, nó gặp trục trặc, thì khi mà bấm vào cái bấm truyền tín hiệu, truyền dẫn tín hiệu qua TV thì nó không hoạt động, nó có độ trễ, hoặc là nó phải mất một thời gian thì nó mới đến được cái TV. Thì cũng như vậy thì nghiệp đôi khi nó cũng có những cái vấn đề để nó có thể truyền dẫn được qua cái nơi mà cái cõi, cái kiếp sống mới, cái kiếp sống mới, và nó phải có cái độ trễ, nó cũng có cái độ trễ, trường hợp này vẫn xảy ra. Bây giờ ngài tiếp tục lấy ví dụ minh họa này. Sau khi một người vừa tắt thở đấy, tắt hơi đấy, thì với khi mà do cái nghiệp mà người đấy đã tạo tác, là quy ước là cái cảnh giới tiếp đến đó là thiên giới, thì người đấy tái sinh ngay lập tức lên thiên giới, không có cái độ trễ. Và có những cái trường hợp là vì do cái thiếu phước thì sau khi mà thân hoại mạng chung, khi mà tắt hơi rồi đó, thì không tái sinh ngay lập tức đến các cái cảnh giới cần đến, và cần phải chờ đợi trong vòng 7 ngày hoặc là có thể lâu hơn để trước khi tái sinh về cái nơi trú xứ, cái cảnh giới mới. Bây giờ cô đã hiểu rồi chưa? Ngài hỏi là cô còn nghi ngại gì nữa không? Kính bạch ngài đại trưởng lão, chúng con xin thỉnh ngài từ bi. Chúng ta phải hỏi ngài đại trưởng lão mới đúng nha, không phải ngài trưởng lão. Trong Theravada 10 hạ trở lên được gọi là vị trưởng lão, và 20 hạ trở lên được gọi là vị đại trưởng lão. Mọi người nhớ không ạ? Gọi là Maha Thera chứ không phải là Thera. Chúng con xin kính thỉnh ngài từ bi giảng giải cho chúng con về đặc điểm của một người tam nhân, và những điều kiện để trở thành một người tam nhân. Chúng con xin thành kính thành lễ tri ân ngài. জ্ঞান সম্পর্যুক্ত ভাবে চিত্তরে রাখি পারে জ্ঞান সম্পযুক্ত Một cái người mà luôn luôn có một cái tâm, có một cái mức độ chánh niệm mạnh mẽ, và có một cái tâm gọi là hợp trí, tương ương với trí tuệ đấy, tương ương với trí tuệ, gọi là Jnana Sampayutta, được gọi là người tam nhân. Và ngược lại với người tam nhân là người vô nhân, tức là người ví dụ như là người thiếu các cái căn, nó bị thiếu khuyết, ví dụ như là người mù đấy,
người mù đây gọi là người vô nhân. Ahetuka tức là người vô nhân. Và Dihetuka tức là người nhị nhân, tức là cái người mà có tất cả mọi thứ nhưng mà lại mang theo tà kiến. Và cái trường hợp tuyệt vời nhất, đẹp nhất là người tam nhân. Tam nhân tức là một người mà đều có năm căn, có khỏe mạnh đấy, khỏe mạnh và lại có trí tuệ nữa. Luôn luôn có cái chánh niệm và có cái trí tuệ, có cái chánh kiến. Có cái trí tuệ, tức là tương ưng, có tương ưng trí tuệ mà Ñāna Sambayutta được gọi là người tam nhân. Đây là cái người mà dễ giác ngộ nhất. Mọi người hiểu chưa? Đầu tiên là Ahetuka là người vô nhân, tức là không có được cái nhân lành để mà để trở thành bậc giác ngộ. Người thứ hai là loại người là Dihetuka, có nghĩa là có tất cả mọi thứ, khỏe mạnh, cơ thể khỏe mạnh, đầy đủ các căn, nhưng mà lại gì, mang theo tà kiến, không giác ngộ được. Và cái người thứ ba là Tihetuka, là người gọi là tam nhân, người tam nhân. Và cái người này là đầy đủ các cái yếu tố để trở thành bậc giác ngộ, có thể giác ngộ được. Biết Pali thì có cái lợi, người hỏi hơn tiếng Anh không biết hỏi từ gì. Thưa ngài, thời gian chờ đợi 7 ngày thì tâm ở cảnh giới nào ạ? Ngài mới trả lời lúc đấy mọi người không nghe rõ, câu hỏi này không nghe rõ, tức là chưa có tái sinh vào đâu mà thì làm sao mà ở cảnh giới nào được? Tức là ngài nói là không phải là 7 ngày đâu, tức là đấy là chỉ lấy ví dụ thôi, ngài lấy ví dụ là 7 ngày thôi, tức là không, nó không có một cái thời gian cố định nào cả, không có thời gian tương ưng, không có thời gian cố định, có thể là một ngày, có thể chỉ một ngày thôi, có thể 7 ngày, có thể lâu hơn như thế. Nghĩa là cái thời gian này gọi là thời gian gọi là chuyển tiếp, tại vì là thiếu phước, do là thiếu phước cho nên là phải rơi vào cái tình trạng là chuyển tiếp, chưa có tái sinh được. Ví dụ như mình gọi một số trường hợp thì cái lúc này thì cái tâm nó còn ở thế gian và rơi vào cái trường hợp này gọi là ma, dân gian gọi là ma, không, chưa có tái sinh đi đâu hết. Tức là trường hợp ở đây chỉ là do cái sự thiếu phước nên cái người đấy chưa có đi tái sinh được và vẫn còn lang thang ở trên mặt đất, chưa có đi vào một cái cõi nào cả. Và ví như là ngài lấy một cái ví dụ cho dễ hiểu là ví như cái máy bay bay ở trên trời đó, khi chưa được phép của đài kiểm soát không lưu và của hướng dẫn của mặt đất thì chưa được đáp xuống, vẫn còn bay lơ lửng ở trên trời vậy đó. Thì đây cũng như vậy, cái kiếp chưa có tái sinh cho nên cứ lơ lửng mà cứ ở lang thang ở trên mặt đất vậy đó. Dân gian hay gọi là ma, con dịch nguyên văn đó, dân gian hay gọi là ma. Còn mình quy nó là cái gì đấy thì đấy là cái cách giải thích của mình thôi. Còn ngài trả lời như vậy. Đấy là trường hợp là đủ phước, đủ đầy đấy, gọi là đủ phước, đủ các cái điều kiện, thì tái sinh ngay lập tức. Thông lẽ thường là như vậy, nhưng vẫn có những cái trường hợp xảy ra là người đấy chưa có đi tái sinh ngay được, là vì do thiếu phước và bị ở trạng thái lơ lửng, trạng thái chuyển tiếp ấy. Và với một thời gian không hạn định. Bây giờ khi có đầy đủ các cái điều kiện, đầy đủ phước á, thì ngay lập tức là tái sinh ngay,
tắt hơi cái là tái sinh ngay. Nhưng mà khi rơi vào một số trường hợp là bị thiếu các cái điều kiện, thiếu các cái gọi là thứ phước ấy, thì và bị lơ lửng chưa có tái sinh ngay. Trường hợp này vẫn có xảy ra. Không, tại vì tiếng Anh có mẫu từ ghost, không biết là trong mẫu từ vong. Dịch nguyên văn đấy, không có thêm bớt gì cả. Bây giờ quý vị chúng ta cúng dường nhá. Mình còn câu hỏi thì mình hỏi buổi khác. Bây giờ 10 giờ rồi. Sa đô sa.